bệnh ung thư đại tràng so với các ung thư khác thì ung thư đại tràng nó đứng thường nó xếp từ thứ hai tới thứ ba. Đối với ung thư của nam thì nó là thứ hai đó, sau phổi á. Còn đối với nữ thì nó sau ung thư cổ tử cung và buồng trứng. À xin lỗi, ung thư vú. À, ung thư vú và cổ tử cung. Thì như vậy có nghĩa là ung thư đại tràng là một ung thư phổ biến. Một ung thư rất phổ biến, do đó mà bên Mỹ nó có một cái chương trình tầm soát mà miễn phí. Và ở Việt Nam mình cũng có anh, là có một đợt mình thử phân cho tất cả người Hà Nội chẳng hạn, tôi nhớ tôi có đọc VN Express. Nếu mà có dương tính là đi sâu đại tràng. Nhưng cái đó mình cũng không phải, mình phải làm đều mỗi năm, tại vì thử phân là phải mỗi năm. Chứ năm nay thử, năm năm sau không thử nữa, ung thư năm năm sau ạ. Tức là thử phân là phải thử mỗi năm. Mà nếu dương tính thì phải đi sâu. Ngoài ra thì trong cái cuộc sống nó còn nhiều cái yếu tố khác để gây ra bệnh lý, chẳng hạn như rằng là bệnh huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Yeah, thì tất cả cái đó mình cũng phải có kế hoạch mình phòng ngừa, tập thể dục, ăn uống. Nhưng mà đối với ung thư đại tràng, được cái là khi tầm soát sớm điều trị thì hiệu quả rất tốt. Nên người ta nghĩ là ung thư đại tràng dễ trị. Yeah. Tại vì tất cả các ung thư thì thông đó phát hiện sớm và điều trị dễ, đó là ung thư đại tràng. Nhưng mà khi mà phát hiện muộn thì nó có thể nó gây chuyện lớn à. Nếu mà nó gây lên gan hoặc phổi là mệt mỏi rồi. À, thì nói vậy thì không có nghĩa rằng là ung thư đại tràng là trị là hết liền. Nếu mà mình phát hiện nó sớm thì mình sẽ trị nó tốt, còn nếu không là nó sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, em cảm ơn bác Tường. Dạ, em cũng xin phép được gửi lời cảm ơn dành cho cái câu chuyện vừa rồi. Cái này là có thật. Và mới sáng ngày hôm nay thì bác sĩ Thảo cũng có nói chuyện với em. Đó là cũng là một cái sự lầm hiểu như thế này ạ. Có nghĩa là mọi người đều nghĩ rằng ung thư đại trực tràng nó không trực tiếp gây chết người nhiều như là cái số liệu đã có. Tuy nhiên nó là những cái biến chứng, những cái di căn lên gan hay là lên rất là nhiều cái bộ phận khác của chúng ta. Thì em mời bác Thảo, sáng bác Thảo vừa nói với em cái câu chuyện đó, thì em mời bác Thảo mình chia sẻ thêm về những cái câu chuyện biến chứng di căn thì nó lại dẫn đến là tử vong bởi vì những cái nguyên do đó. Dạ em mời bác ạ. Tức là ung thư đại tràng nó có thể di căn từ cái khối u đó, nó đi theo đường hạch bạch huyết hoặc là đi theo đường máu, thì thường nó sẽ di căn lên gan là cái cơ quan mà nó gần nó nhất, sau đó là lên phổi và có thể là lên não. Thì nếu như mà mình phát hiện ở giai đoạn quá muộn, có thể nó dẫn lên não thì mình có thể tử vong do những cái biến chứng đó. Tức là có thể khối u não nó chèn ép, nó gây hôn mê, hoặc là lên phổi thì nó có thể gây ho khạc ra máu, và người ta gọi là ho ra máu kiểu như ho ra máu sét đánh, kiểu như vậy, là ói một lượng máu rất là nhiều và sau đó là tử vong. Hoặc là nếu mình có khối u ở gan thì nó sẽ gây những cái biến chứng mà mình thấy là bệnh nhân kiểu như là giống như tình trạng là sơ gan, như là sơ bán bụng vàng da và thể trạng rất là suy kiệt. Dạ. Và cái thời gian khi mà nó từ đó nó di căn lên thì cái thời gian nó có rất là nhanh, bởi vì đi theo đường bạch huyết và đi theo đường mạch máu thì nó rất là nhanh. Mình thấy máu trong cơ thể của mình nó lưu thông mỗi ngày, hạch bạch huyết lưu thông mỗi ngày, thì cái tế bào ung thư khi mà nó đã xuất hiện ở đó rồi nó sẽ đi rất nhanh, trong vòng vài tháng đến một năm là có thể là dẫn đến tử vong rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ Thảo rất là nhiều. Và như vậy thì chúng ta đã nghe câu chuyện là cái giai đoạn từ polyp để nó hình thành nên ung thư, quý vị, nó rất là dài. Nó dài nếu như chúng ta phát hiện từ ngay cái ngày đầu tiên. Tuy nhiên nó sẽ rất ngắn khi mà cái 10 năm đó thì đến năm thứ 8 mà mình mới phát hiện, quý vị. Cái thời gian nó không có dài đâu. Và khi nó là thành ung thư rồi, giống như bác sĩ Thảo chia sẻ, nó di căn lên thì cái thời gian nó rất là nhanh. Và đôi khi chúng ta chết và khi chúng ta chẩn đoán là chúng ta tử vong là không phải bởi vì ung thư đại trực tràng, bởi vì gan, bởi vì não, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là đi từ ung thư đại trực tràng. Đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay thì rất là hy vọng rằng tất cả quý anh chị và cô chú ở đây chúng ta hiểu rõ cái bản chất nó đi từ như vậy. Rồi em